Công an phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ được 6 đối tượng chuyên mua bán và tổ chức sử dụng chất ma túy trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 2 giờ đêm ngày 27 tháng 6, công an phường bắt quả tang các đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, gồm Cổ Hữu Nghĩa 22 tuổi và Trương Văn Lập 23 tuổi. Tang vật thu giữ một gói tinh thể màu trắng. Khai báo với cơ quan chức năng, hai đối tượng khai nhận là ma túy dạng đá được mua từ Trương Văn Huynh 20 tuổi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và mật phục, lực lượng công an phường đã tiến hành bắt giữ thêm 4 đối tượng, gồm Nguyễn Ngọc Ẩn, 29 tuổi, tên thường gọi Phụng, là đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng chất ma túy, Huỳnh Văn Thọ, 28 tuổi, Nguyễn Thanh Sơn, 26 tuổi. Tại hiện trường, các trinh sát đã thu giữ thêm một gói ma túy và nhiều hung khí. Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu và chuyển 6 đối tượng cùng tang vật về công an thành phố Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.